Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 75 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian tới. Công điện nêu, từ đầu năm 2024 đến nay, thiên tai tiếp tục diễn biến bất thường, khó dự báo. Sau các đợt nắng nóng gay gắt, hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài vào đầu năm, thời gian gần đây đã liên tiếp xảy ra mưa lớn, sạt lở đất, ngập lụt cục bộ tại nhiều nơi, nhất là tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên. Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan, các địa phương theo dõi sát tình hình, chủ động chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác phòng chống thiên tai từ sớm, từ xa và chủ động khắc phục. Tuy nhiên, thiên tai vẫn gây ra thiệt hại rất lớn về người, tài sản của nhân dân và công trình cơ sở hạ tầng. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm 2024 đến nay, thiên tai là 104 người chết và mất tích. Phần lớn người chết và mất tích là do sạt lở đất hoặc bị lũ cuốn. Thiệt hại về vật chất ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng. Cơ quan khí tượng cảnh báo từ tháng 8, nguy cơ xảy ra bão mạnh, mưa lớn, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất, mất an toàn hồ đập là rất cao, đe dọa nghiêm trọng đến sản xuất, sinh hoạt, tính mạng và tài sản của người dân. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục chủ động tập trung chỉ đạo, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, chủ động chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động hơn nữa để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn theo phương châm 4 tại chỗ, với tinh thần chủ động, kịp thời, quyết liệt nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, giảm thiểu thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước. Khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án ứng phó đối với từng loại hình thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn, nhất là phương án ứng phó bão, lũ lụt, sạt lở đất, lũ quét. Công tác phòng chống khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai theo quy định, với phương châm tuyệt đối không để người dân nào thiếu chỗ ở, thiếu đói hoặc các vật dụng thiết yếu khác. Không để xảy ra bệnh dịch, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng sau bão, mưa lũ, ngập lụt. Không để ảnh hưởng lớn đến việc học hành của học sinh. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn kịp thời đánh giá rút kinh nghiệm công tác theo dõi, dự báo, cảnh báo thiên tai trong thời gian vừa qua. Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, sạt lở, sụt lún, bảo đảm độ tin cậy, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến, dự báo và thông tin kịp thời về thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan để người dân biết, chủ động phòng tránh. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và chủ động đôn đốc các bộ ngành có liên quan, đặc biệt là các địa phương kịp thời triển khai công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn cho hệ thống đê điều và công trình thủy lợi, nhất là các trọng điểm đê điều xung yếu, hồ đập thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp, công trình đê kè đang thi công dở dang. Bảo đảm an toàn tàu thuyền hoạt động thủy sản, bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Bộ trưởng Bộ Công Thương phối hợp với các địa phương chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho sản xuất công nghiệp, hệ thống điện, hồ thủy điện, kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tiếp tục phối hợp với các lực lượng có liên quan và các địa phương chủ động triển khai công tác bảo đảm an toàn giao thông, kể cả trên biển, trên sông, đường bộ, đường sắt, đường hàng không khi có tình huống thiên tai, hỗ trợ địa phương kịp thời khắc phục các tuyến giao thông bị sạt lở, chia cắt, nhất là trên các tuyến quốc lộ, các trục giao thông chính. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an chủ động chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn, công an địa phương rà soát xây dựng phương án, chủ động huy động lực lượng, phương tiện để triển khai công tác ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả thiên tai theo quy định. Khi nào được đi metro ở thành phố Hồ Chí Minh? Khi nào được đi tàu điện? Metro thành phố Hồ Chí Minh khi nào lăn bánh? Nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh chắc hẳn đã đặt những câu hỏi này nhiều năm nay. Kể từ lúc dự án tuyến metro số 1 thành phố Hồ Chí Minh khởi công hơn 10 năm trước, những câu hỏi này dần rõ đáp án khi sau nhiều lần chạy thử, đoàn tàu tuyến metro số 1 thành phố Hồ Chí Minh đã gần như chốt thời điểm chính thức lăn bánh vào cuối năm nay. Báo cáo của Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh về tình hình thực hiện một số công trình trọng điểm tại phiên họp thường kỳ về kinh tế xã hội tháng 7 năm 2024 cho thấy các dự án trên địa bàn thành phố đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào hoạt động. Trong đó, tiến độ tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên tiếp tục là nội dung nhận được nhiều chú ý bởi đang chạy những bước cuối cùng tiến sát về đích nhưng vẫn phải đối mặt nhiều chông gai. Cụ thể, dự án hiện đã hoàn thành hơn 98% khối lượng. Dự kiến trong tháng 8 này, chủ đầu tư sẽ hoàn thành 5 bãi giữ xe, tới tháng 9 hoàn thành 9 cầu bộ hành,
và toàn bộ tuyến Metro số 1 sẽ được đưa vào vận hành trong năm 2024. Về các đầu mục công việc chi tiết, chủ đầu tư là Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh MAUR đang tập trung hết sức hoàn thành công tác thử nghiệm tích hợp vận hành ITC bởi nhà thầu Hitachi. Điều này mang ý nghĩa rất lớn về mặt kỹ thuật, bởi khi công tác này hoàn thành, đồng nghĩa dự án đã sẵn sàng đưa vào vận hành. Đặc biệt, phần việc quan trọng nhất hiện nay là đàm phán với các nhà thầu để thống nhất phương án giải quyết những vướng mắc trực tiếp liên quan đến hợp đồng, chủ yếu là cơ chế giải quyết chi phí phát sinh. Lãnh đạo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhờ sự sát sao hỗ trợ từ phía Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cùng thiện chí giữa chủ đầu tư và các nhà thầu, rất nhiều vướng mắc đã tìm được tiếng nói chung. Dự kiến đến tháng 11, nhà thầu Hitachi sẽ hoàn thành vận hành khai thác thử. Phía Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đang đồng thời chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ để rút ngắn nhất có thể thời gian thực hiện công tác thẩm định của cơ quan quản lý, tạo điều kiện thuận lợi nhất để toàn bộ quá trình chỉ gói gọn trong khoảng một tháng. Hiện đơn vị tư vấn đã thực hiện 12/12 báo cáo hợp đồng. Qua làm việc trực tiếp với chủ đầu tư và ngoài công trường, đơn vị tư vấn cho biết rất yên tâm về chất lượng dự án và rất tự tin khi triển khai công tác đánh giá chứng nhận an toàn hệ thống trên tuyến Metro số 1. Phía chủ đầu tư chia sẻ, đây thật sự là tiến độ rất tích cực, tiền đề để đưa dự án về đích suôn sẻ. Ngoài ra, còn một số công việc liên quan thủ tục hoàn thành công trình theo quy định như nghiệm thu công tác phòng cháy chữa cháy, nghiệm thu hoàn công, dự kiến cũng hoàn thành trong quý 3 và quý 4. Tuyến Metro số 1 vẫn đang đảm bảo tiến độ hoàn thành và đưa vào vận hành cuối năm nay. Trong khi tuyến Metro số 1 đã kéo ngành sát về đích, dự án tuyến đường sắt Metro số 2 Bến Thành đến Tham Lương hiện cũng đã cơ bản hoàn tất thủ tục ban hành quyết định bồi thường 584/586 trường hợp, đạt 99,6%. Các nhà thầu đang thi công những hạng mục đầu tiên về di rời, tái lập hệ thống cấp thoát nước, biển báo, chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông. Việc chuẩn bị một mặt bằng và không gian ngầm thông thoáng được đánh giá sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ khi dự án chính thức thi công các hạng mục nhà ga tuyến chính vào năm 2025, đảm bảo đưa tuyến Metro số 2 vào khai thác năm 2030 như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo đề án Metro do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng Nhân dân, chính quyền thành phố đặt mục tiêu từ nay đến năm 2035 sẽ hoàn thành 6 tuyến Metro với tổng chiều dài 183 km. Trong đó, 2 tuyến Metro số 1 sắp hoàn thành và số 2 đang thi công, theo đề án sẽ kéo dài thêm khoảng 30 km so với quy hoạch ban đầu. Cụ thể, tuyến số 1 dài 19,7 km từ chợ Bến Thành tại quận 1 đến Depot Long Bình tại thành phố Thủ Đức sẽ được kéo dài thêm gần 21 km từ Bến Thành về An Hạ tại huyện Bình Chánh, nâng chiều dài toàn tuyến lên 40,8 km. Tuyến số 2 dài hơn 11 km từ ga Bến Thành đi Depot Tham Lương tại quận 12 sẽ được đầu tư thêm hai đoạn dài 9,1 km là Bến Thành Thủ Thiêm và Tham Lương bến xe An Sương, nâng tổng chiều dài toàn tuyến lên 20,2 km. Cùng với 2 tuyến số 1 và số 2, đến năm 2035, thành phố sẽ đầu tư hoàn thành 4 tuyến khác với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 837.000 tỷ đồng, tương đương 34,9 tỷ đô la Mỹ, chưa tính vốn đầu tư Metro số 1 sắp đưa vào khai thác thương mại. Sau khi hoàn chỉnh đề án Metro, thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải cho biết sẽ đưa ra lấy ý kiến các bộ ngành để cùng thành phố Hà Nội tổng hợp báo cáo trình Chính phủ, báo cáo và xin ý kiến Bộ Chính trị, thì dự kiến đến cuối năm nay sẽ trình Quốc hội ban hành cơ chế, chính sách thực hiện. Sau khi có cơ chế, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai thực hiện chuẩn bị đầu tư trong năm 2026-2027, để đến đầu năm 2028 sẽ khởi công đồng loạt 6 tuyến Metro này.